Xin chào các bạn, đây là câu chuyện về Tử Cấm Thành, cung điện lớn nhất thế giới. Đầu tiên phải chia sẻ với các bạn, có một số câu chuyện thì mình khai thác các nguồn của nước ngoài, nhưng một số câu chuyện đó là việc khai thác lại các nguồn của Việt Nam. Việc các nguồn được dẫn như thế nào thì các bạn có thể để ý ở phần comment mình sẽ ghim lên ở đâu. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện này ngay bây giờ. Tử Cấm Thành chính là cung điện lớn nhất thế giới. Và phần sau sẽ là những hé mở về những điều thú vị khác liên quan đến Tử Cấm Thành, về những bộ phim có thực sự được quay ở đây hay không. Và không thể thiếu đó là câu chuyện về một kiến trúc sư người Việt, kiến trúc sư đại tài, tổng công trình sư của Tử Cấm Thành. Đầu tiên thì cần phải khẳng định Tử Cấm Thành là nơi sinh sống của những hoàng đế Trung Hoa. Theo thời gian, nơi này không còn là khu vực cấm của hoàng gia nữa, mà đã trở thành một công trình có giá trị lịch sử rất là lớn đối với Trung Quốc. Nơi này cũng là một trong số những cung điện hoàng gia được bảo tồn đầy đủ nhất trên thế giới. Nó vừa là di tích lịch sử văn hóa và cũng là một điểm tham quan du lịch rất nổi tiếng của Trung Quốc. Tử Cấm Thành thì được xây dựng vào thời nhà Minh, tương đương với thế kỷ 15 và cách đây hơn 600 năm. Để mà xây dựng được kiến trúc đồ sộ này thì nhà Minh đã phải huy động hơn 230.000 nghệ nhân và hàng triệu những công nhân khác, cũng như những binh lính nhập cư, trong đó có những công nhân tới từ Việt Nam chúng ta. Tử Cấm Thành thì có diện tích là 720.000 m², tức là diện tích của nó lớn gấp đôi với diện tích của Vatican và lớn gấp 3 lần cung điện Kremlin ở Moscow. Do đó, Tử Cấm Thành được UNESCO tuyên bố đây là bộ sưu tập các công trình kiến trúc bằng gỗ được bảo tồn tốt nhất trên thế giới. Về kích thước cụ thể của Tử Cấm Thành thì nó có chiều dài là 961 m và chiều rộng là 753 m, theo các chiều từ Bắc đến Nam và từ Đông sang Tây. Nơi này được bao quanh bởi một bức tường cao 10 m, và bức tường này dài tổng cộng là 3,4 km. Xung quanh đó còn có những con hào rộng đến 52 m. Theo truyền thuyết thì trong Tử Cấm Thành có 9.999,5 căn phòng, bởi vì người xưa cho rằng chỉ có Ngọc Hoàng mới xứng đáng với con số 10.000 căn phòng, nhưng mà nhà vua thì cũng đã tiệm cận với mức độ đấy và xứng đáng có con số như trên. Tử Cấm Thành thì được xây dựng trong vòng 14 năm với những vật liệu rất là cao cấp của Trung Quốc như là gạch Tô Châu, ngói men ngọc An Huy, đá quý Phòng Sơn, gỗ quý Phương Nam. Đây là nơi ở của 24 vị hoàng đế, bao gồm 14 vị hoàng đế của Triều Minh và 10 vị hoàng đế của Triều Thanh, với vị hoàng đế cuối cùng là Phổ Nghi. Câu chuyện về hoàng đế này và bộ phim liên quan đến vị hoàng đế Phổ Nghi sẽ có ở phần cuối video, mà các bạn đừng tua vội. Đa số các mái của cung điện đều được lợp màu vàng, và màu này chính là màu tượng trưng cho triều đình Trung Quốc. Màu vàng trong thuyết ngũ hành có nghĩa là thổ, là nguồn gốc của vạn vật, và theo quan điểm của ngày xưa, màu vàng là màu tôn quý nhất, màu của triều đình, màu của nhà vua. Ngày nay thì các bạn có thể tham quan Tử Cấm Thành nhưng không phải là tham quan đầy đủ tất cả những công trình của nó. Ví dụ như là từ năm 2017 thì chỉ có 60% số phòng của Tử Cấm Thành được mở cho khách du lịch và 40% số phòng vẫn không được phép vào thăm. Đến năm 2018 thì hơn 80% số phòng đã được mở cửa cho công chúng. Nơi đây hàng năm đón 14 triệu lượt khách và tối đa khoảng 80.000 lượt khách mỗi ngày. Tại sao thì không mở hết? Bởi vì không phải tất cả các phòng đều đủ điều kiện an toàn và không phải tất cả các công trình đều đã được trùng tu đầy đủ để mà du khách có thể tham quan. Xung quanh Tử Cấm Thành thì có rất là nhiều những cái câu chuyện bí ẩn. Ví dụ như người ta đồn thổi nơi đây bị ma ám bởi có quá nhiều âm khí, nhất là vào chiều tối. Hơn nữa thì hơn 600 năm qua, từ nhà Minh cho đến nhà Thanh, đã có rất nhiều những vụ ám sát xảy ra sau những cái bức tường trong Tử Cấm Thành, và mọi chuyện vẫn chỉ là bí mật, mọi chuyện vẫn chỉ là quá khứ. Cái gì càng bí ẩn thì người ta càng đồn thổi nhiều. Sau đây thì chúng ta sẽ đến với một số sự thật thú vị liên quan đến Tử Cấm Thành. Là nơi ở của nhà vua và hoàng gia nên yếu tố đầu tiên cần phải được đề lên đó là yếu tố an toàn. Tử Cấm Thành thì có khả năng chịu động đất siêu hạng. Nhưng trước hết hãy nói một chút về vấn đề an ninh. Ví dụ như là phần móng của Tử Cấm Thành thì được lát các phiến đá dày 3 m để tránh có kẻ xâm nhập từ phía dưới. Và điều này cũng giúp cho khả năng chịu động đất của Tử Cấm Thành trở nên tốt hơn. Kể từ khi xây dựng xong thì theo thống kê, Tử Cấm Thành đã trải qua hơn 300 trận động đất lớn nhỏ khác nhau. Trong đó có trận động đất kinh hoàng vào thế kỷ 20, đó là Đường Sơn Đại Địa Chấn vào năm 1976. Trận động đất này đã giết chết hơn 240.000 người trong vòng có 23 giây mà thôi. Cái khu vực tâm chấn cách Tử Cấm Thành chỉ khoảng 150 km. Mặc dù vậy nhưng mà Tử Cấm Thành vẫn bình yên vô sự. Để mà tìm ra nguyên nhân thì những chuyên gia đã sao chép cái mô hình kiến trúc của Tử Cấm Thành. Sau đó họ thử nghiệm bằng cách mô phỏng những trận động đất có cường độ lên đến 10,1 độ Richter. Trong những cơn địa chấn thì biến độ rung lắc của mô hình này càng lớn. Những viên gạch bên trong lần lượt sụp đổ nhưng mà phần khung của Tử Cấm Thành vẫn đứng vững. Và sau vài lần thử nghiệm thì các chuyên gia đã đi đến kết luận rằng nguyên nhân nằm ở những cái trụ của những cái tòa nhà không bị chôn sâu xuống đất, và điều này giúp cho nó đảm bảo cái tính linh hoạt cho tổng thể của cung điện, đồng thời không để cột nhà bị gãy đột ngột. Một cái phần quan trọng nữa đó là kiến trúc theo kiểu đấu củng của Trung Quốc.
Kiến trúc này không cần đinh, không cần bất kỳ một cái chất kết dính nào như là xi măng, nhưng mà nó có khả năng chịu lực rất tốt và cực kỳ linh hoạt. Mình sẽ giải đáp một số điều gây tò mò trong Tử Cấm Thành ở phần tiếp theo. Điều đầu tiên đó là trong Tử Cấm Thành thì có nhà vệ sinh hay không? Ở thời nhà Minh và thời nhà Thanh thì không có nhà vệ sinh ở trong Hoàng Cung, và nếu muốn đi lại tiện thì người ta sử dụng bô. Nếu mà các bạn xem phim liên quan đến nhân vật Hòa Thân thì có một vài cảnh nó rất là ấn tượng liên quan đến cái chuyện này. Khi đó thì sẽ sử dụng một chiếc bô, ở bên ngoài thì có một tấm mành hoặc là tấm bình phong để ngăn cách. Trong đó có đổ cho các thực vật và các những hương liệu khác. Những chất thải trong ngày sẽ được các hoạn quan xử lý và vận chuyển ra khỏi cung. Vì vậy nên trong Tử Cấm Thành thì không hề có mùi hôi. Và đến nay, Tử Cấm Thành đã được xây dựng thêm nhà vệ sinh công cộng để phục vụ cho khách du lịch. Cái thắc mắc tiếp theo đó là tại sao ở trong Tử Cấm Thành lại không có cây? Có một vài nguyên nhân. Ở triều đại nhà Minh và triều đại nhà Thanh thì hoàng đế được coi là thiên tử, vì vậy nên không một vật nào được phép cao hơn Điện Thái Hòa, kể cả những cây xanh. Tiếp theo là không gian lớn và không có một bóng cây nào sẽ tạo ra một cái bầu không khí nghiêm nghị. Vì vậy khi mà quan lại đi trên con đường dẫn vào trong Tử Cấm Thành, nhìn thấy những mái nhà cao, sinh ra những cái áp lực và sợ hãi để một lòng lúc nào cũng tôn thờ hoàng đế. Ngoài ra thì cây xanh sẽ thu hút nhiều chim chóc và các loài động vật khác, làm mất cái vẻ tôn nghiêm của triều đình. Và phân chim còn khiến cho những mái ngói trong Tử Cấm Thành dễ bị mục nát. Cái lý do tiếp theo liên quan đến vấn đề an ninh đó là không trồng cây xanh, bởi vì nơi đây có thể là chỗ ẩn nấp cho những kẻ gian, cho những thích khách. Và nguyên nhân cuối cùng đó là đề phòng hỏa hoạn. Chúng ta biết là kiến trúc của Tử Cấm Thành đều bằng gỗ, do đó cây xanh mà nếu giả sử như bốc cháy thì sẽ khiến cho cháy lan trong Tử Cấm Thành cực kỳ nguy hiểm. Thắc mắc tiếp theo đó là giếng nước ở trong Tử Cấm Thành thì tại sao người ta không sử dụng nguồn nước lấy từ giếng này mà lại sử dụng nguồn nước lấy từ bên ngoài? Ở trong Tử Cấm Thành thì có khoảng 80 miệng giếng lớn nhỏ khác nhau. Tuy vậy thì nước sinh hoạt hàng ngày thì không đến từ những giếng này. Ngày nay khi bạn đến đây thì bạn vẫn có thể nhìn thấy rất là nhiều miệng giếng được bảo tồn nguyên vẹn và có những câu chuyện bí ẩn xung quanh những cái miệng giếng này. Những giếng này phục vụ cho việc cứu hỏa, bởi vì trong lịch sử thì Tử Cấm Thành đã có hơn 100 vụ hỏa hoạn khác nhau từ triều nhà Minh cho đến triều nhà Thanh, nhưng mà tất cả vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, chính là nhờ nước lấy từ những giếng ở trong Tử Cấm Thành. Không lấy nước trong Tử Cấm Thành, thế thì hoàng thân quốc thích, thái giám, cung nữ thì sử dụng nước ở đâu? Những nhà khảo cổ đã phát hiện rằng hầu hết nước sinh hoạt trong Tử Cấm Thành đều được vận chuyển từ một khu vực lân cận đó và mang về. Một lý do nữa mà không sử dụng nước trong Tử Cấm Thành vì lý do an toàn tính mạng. Nếu mà có ai đó hạ độc một giếng trong Tử Cấm Thành thì hàng chục giếng nước khác trong Tử Cấm Thành cũng sẽ bị nhiễm độc vì chúng được nối thông với nhau, và các giếng này cũng được nối thông với sông Ngự ở bên ngoài thành. Thắc mắc tiếp theo là có lãnh cung ở trong Tử Cấm Thành hay không? Trong những cái bộ phim cổ trang Trung Quốc, đặc biệt là những bộ phim cung đấu xung quanh cái câu chuyện phi tần tranh giành sự sủng ái của hoàng thượng thì không thiếu những phân cảnh với cái đoạn lời thoại như là đầy vào lãnh cung. Vậy thì Tử Cấm Thành có thực sự tồn tại lãnh cung hay là chỉ tồn tại ở trên phim mà thôi? Theo sử sách ghi lại thì lãnh cung thực chất là nơi ở khi phi tần bị thất sủng hoặc là phạm tội không thể tha thứ. Đó là những cái nơi hoang vắng và ít người lui đến. Có một ý kiến khác cho rằng lãnh cung thì không có một địa điểm cố định và chỉ cần là nơi ở của thê thiếp hoặc là những cái người không nhận được sự sủng ái thì gọi chung đó là lãnh cung, chứ nó không giống như một nhà tù là xây ở một nơi cụ thể. Sự thật tiếp theo về Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành là một viện bảo tàng khổng lồ. Ước tính có hơn 1,8 triệu cổ vật ở trong Tử Cấm Thành, nhưng mà mỗi năm chỉ có hơn 10.000 cổ vật được trưng bày mà thôi. Điều đó có nghĩa là chúng ta được thấy rất ít những báu vật của Tử Cấm Thành. Và với số lượng cổ vật khổng lồ như vậy thì chúng ta có thể tưởng tượng ra cuộc sống xa hoa mà hoàng đế cổ đại từng sống đồ sộ đến mức như thế nào, có lẽ là còn hơn cả trên phim. Trong Tử Cấm Thành thì có hơn 231 loại bảo vật, xếp theo loại thôi bởi vì mỗi loại đều có số lượng khổng lồ. Giả sử như có hơn 53.000 bức tranh và hơn 75.000 bức thư pháp, tới đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng những bộ sưu tập đồ sộ và có nguồn gốc lịch sử này. Nhắc đến Tử Cấm Thành, nhắc đến công trình cung điện lớn nhất thế giới thì sẽ phải nói đến kiến trúc sư Nguyễn An. Đây là một câu chuyện đã tạo ra rất là nhiều cảm hứng cho người Việt Nam chúng ta, bởi vì kiến trúc sư thiết kế Tử Cấm Thành là một kiến trúc sư người Việt tên là Nguyễn An, quê ông ở vùng Hà Đông, Hà Nội bây giờ. Các cái tài liệu lịch sử thì không ghi chép rõ năm sinh. Kiến trúc sư Nguyễn An thì sống trong thời nhà Hồ. Sau khi mà nhà Hồ thua trước giặc Minh thì quân Minh đã bắt cha con Hồ Quý Ly và rất là nhiều người tài khác của đất Việt Nam chúng ta sang Trung Quốc, trong đó có Nguyễn An. Nhờ có tài trí và việc thông minh hơn người thì ông được nhiều đời vua Minh trọng dụng, tham gia thiết kế, tu sửa các công trình kiến trúc quan trọng, và quan trọng nhất phải là Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành chắc chắn là một trong những công trình để đời của ông, bên cạnh việc trị thủy và rất là nhiều công trình khác ở thời nhà Minh. Cái thời kỳ mà Tử Cấm Thành xây dựng thì ông Nguyễn An được phong làm tổng công trình sư. Tất nhiên, ông không phải là người duy nhất thiết kế Tử Cấm Thành, nhưng ông là người có tiếng nói quan trọng nhất trong việc xây dựng lên công trình vĩ đại này. Có thể nói là từ khâu lên ý tưởng thiết kế, phác thảo đồ án cho đến đào tạo nhân sự, chỉ đạo giám sát thi công thì ông đều tham gia. Chắc chắn là Nguyễn An có tiếng nói quyết định trong việc xây dựng Tử Cấm Thành. Nhưng vai trò ảnh hưởng của ông đến mức như thế nào, bây giờ vẫn có một số tranh cãi về tầm ảnh hưởng cụ thể của Nguyễn An.
Và sự thật cuối cùng liên quan đến việc Tử Cấm Thành không dành cho việc đóng phim. Nhiều người thì vẫn thường lầm tưởng rằng những bộ phim có đề tài Hoàng Cung thời nhà Minh, thời nhà Thanh ở Trung Quốc đều được quay ở Tử Cấm Thành, nhưng mà sự thật không phải là như vậy. Bộ phim Hoàng Đế Cuối Cùng là bộ phim đầu tiên và cũng là bộ phim cuối cùng được phép quay trong Tử Cấm Thành. Thời điểm mà quay bộ phim này thì đây là lần đầu tiên có một đoàn làm phim phương Tây với rất đông người nước ngoài được phép ra vào quay bộ phim ở rất là nhiều chỗ trong Tử Cấm Thành rộng mênh mông, nên là Trung Quốc đã phải áp dụng rất là nhiều biện pháp an ninh chặt chẽ trong suốt quá trình quay. Nếu bạn có thời gian thì nên theo dõi bộ phim Hoàng Đế Cuối Cùng để hiểu hơn về không khí của đất nước Trung Quốc thời kỳ với sự hiện diện của Hoàng Đế Phổ Nghi, một bộ phim dài, đượm buồn và nhuốm màu lịch sử. Hiện nay thì đa phần những bộ phim cổ trang của Trung Quốc sử dụng cảnh quay Tử Cấm Thành đều được quay ở phim trường Hoành Điếm. Phim trường Hoành Điếm nằm ở tỉnh Chiết Giang, có tổng diện tích là 30 km2 và nơi đây được chia thành 9 khu vực phù hợp với các thời kỳ lịch sử khác nhau và không thể thiếu triều đại Minh Thanh với Tử Cấm Thành mà chúng ta đang đề cập. Điều đặc biệt đó là tất cả những cái công trình kiến trúc ở phim trường Hoành Điếm đều có tỷ lệ 1:1 giống y hệt so với bản gốc. Hiện nay thì phim trường Hoành Điếm là nơi sản xuất của hơn 1.800 bộ phim truyền hình và bộ phim điện ảnh mỗi năm. Trong một ngày có khoảng 20 đoàn làm phim làm việc ở đây và hàng nghìn diễn viên quay phim tại đây. Ở thị trấn Hoành Điếm này có hơn 200.000 dân và trung bình cứ 4 người thì có một người làm diễn viên quần chúng. Số người còn lại thì phục vụ công tác hậu cần và các dịch vụ khác liên quan đến quay phim. Và đó là điều cuối cùng mình sẽ đề cập ở trong câu chuyện này. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi câu chuyện về Tử Cấm Thành, cung điện lớn nhất trên thế giới. Nếu bạn cảm thấy thú vị có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Xin được nói lời chào tạm biệt.